13 loại dây chuyền anime bí mật, liệu bạn biết được bao nhiêu cái trong này? Cái thứ nhất, ủa, nó ở đây này. Cái này hẳn mọi người đều biết, nó có thể rút cái lưỡi ra như thế này. Cái thứ hai, wow, nó là xét 3 món của một nhân vật bằng kim loại nghe. Loại thứ ba, nhân vật gì đấy nhỉ? Đó là một loại kiếm kỳ lạ trông như là một ngựa cái kéo vậy. Thứ tư là hình sabo. Wow. Đây là logo của một băng hải tặc. Thứ năm, một cái dây cực dài và một cái mặt như thế này. Dẫn chơi nhìn phát biết ngay. Thứ sáu có hình thật suge. Ủa? Nó chính là bộ ba binh khí kỳ lạ như thế này. Thứ bảy, sasayo. Thứ tám, một cái xét 3 món. Thứ chín, đó chính là một đám mây. Thứ 10, một tấm thẻ và một cái mũ rơm. Trên thẻ ghi chữ Monkey Luffy 300 triệu. 11, đó là một cái chìa khóa và một cuộn dây da. Đại chiến người khổng lồ. 12, một cái logo và một cái băng chán. Đẹp ngay. 13, chính là thứ mà chúng ta dùng để hack game. Và nó là viên ngọc khá dài có hai cái